Nhìn hai màu đẹp quá vậy hả? Trái chiên với lại mọc quá. Ở trong đây thì hầm rất là nhiều xương, nấu rất là nhiều xương ở trong đây luôn. Cô làm hay quá ha, có cái mùa mà cô làm hay quá ha. Tại vì có nhiều nơi là cô ta thấy là để trong cái bịch đó, xong cái nặng ra. Còn ở đây là cô lấy một cái buộc. Cái này đặc quyền mà có thì gọi là mình đưa cô bán bằng này thôi. À vậy hả cô? Thằng đó nó nổi rồi chưa chín, giờ nó cứng cái viên mọc nó mới chín. À nó đùi nó vẫn chưa chín cô hả? Nó khi nào cứng nó mới chín. Dạ chưa cô ơi, lần đầu tiên con đến. Chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng nay nha quý vị. Lần đầu tiên thì chúng ta xin được gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng bên người thân và gia đình của mình. Hiện tại thì sáng nay chúng ta đang có mặt tại ở địa chỉ là 308/13 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình quý vị ơi. Hiện nay chúng ta đi ngang qua đây quý vị thấy có một cái quán bún mọc, khách rất là đông luôn, thì chúng ta muốn ghé lại chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Thì trước khi mà Phú Tha vào chia sẻ đến với toàn thể quý vị á, thì quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe, đăng ký kênh quý vị. Đồng thời nhấn chuông ở bên cạnh. Thứ nhất là để ủng hộ cho kênh Vina TV. Thứ hai là để lúc nào mà có những cái video mới nhất á, thì sẽ thông báo đến với toàn thể quý vị. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng với Phú Tha đi vào hỏi thăm quán cũng như là xem thử quán bán như thế nào, thời gian ra sao quý vị ơi. Đây quý vị, ở ngoài đây thì hình như là cô đang làm mọc nè. Và thấy có nguyên một cái thau mọc lớn. Ở bên cạnh thì có một cái nồi với một cái cây buộc thôi quý vị, thì cô có thể tạo ra một cái mọc rồi. Ồ, chào cô. Mình đang làm mọc hả cô? Dạ. Ở trong đây con thấy là hình như là có nấm hả con? Nấm mèo. Dạ, nấm mèo. Trong đây là gia vị rồi, có ở trong hết rồi đúng không cô? Đầy đủ hết rồi. Dạ, hành rồi. Cô làm hay quá ha, có cái mùa mà cô làm hay quá ha. Tại vì có nhiều nơi là cô ta thấy là để trong cái bịch đó, xong cái nặng ra. Còn ở đây là cô lấy một cái buộc. Cái này đặc quyền mà có thì gọi là mình đưa cô bán bằng này thôi. À, vậy hả cô? Độc quyền quý vị ở Sài Gòn. Đây một cái gì mọc mà nó có giống vậy. Dạ. Mình làm như vậy chắc nó dai hơn đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Quán mình bán ở đây được lâu chưa hả con? Hai mấy năm chứ. Dạ. Thường như vậy là bán từ mấy giờ? 2-3 năm hả? Thường như vậy là bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả con? 6:30 tới 10 giờ. Dạ. Thì nếu mà quý vị nào mà có đi ngang ở đây buổi sáng nha quý vị, 6:30 tới 10 giờ thôi. Cô bán khoảng trong vòng 3-4 tiếng thôi quý vị. À đúng rồi. Khoảng thời gian rất là ngắn nên quý vị có đi ngang ở đây buổi sáng thì có thể ghé và dùng thử. Bỏ vào một chút xíu là nó chín thôi quý vị. Ở đây là cô nấu bằng nước lèo luôn mà. Nước lèo luôn hả cô? Dạ. Lèo luôn phải nước lạnh. Dạ. Trong đây cô làm rất lèo luôn quý vị. Cô nấu bằng bằng củi cô ha. Bằng than ha. Than. Dạ. Trong cái nấu điện. Dạ. Cái mấy ông không cho nấu than nữa rồi đó, chứ nấu than mà mấy ông bên ta không làm củi bạch chơ không cho nấu là thịt. Dạ. Nấu đồ điện. Dạ. Thơm lắm quý vị ạ. Cái nào mà cô mới để vào á, là nó chưa chín nó sẽ chìm, nó chìm xuống dưới quý vị. Sau khi mà nó chín á, nó sẽ nổi lên ở trên mặt nước. Nào nó nổi rồi chưa chín, giờ nó cứng cái viên mọc nó mới chín. À nó nổi nó vẫn chưa chín cơ hả? Nó là cứng nó mới chín. Nhưng mà nên nó có nở ra đúng không cô? Tại vì bắt nó đầu nở có chứ. Nó. Dạ. Cứng nhắc nó mới chín nó ngon. Dạ.
nó nổi lên rồi nhưng mà nó phải cứng lại thôi quý vị, nó phải săn lại đó. Nó mới ngon. Anh đi lần nào chưa? Dạ chưa cô ơi, lần đầu tiên con đến. Thấy mấy chú lại quay hoài mà. À vậy hả cô, có nhiều người quay hả cô? Quay là nhiều lắm, chục ông rồi đó. À dạ, con là thứ 11 cô ha. Mấy người nhiều lắm. Không có vô. Dạ. Dạ. Tại chắc cái này chắc ở đây mình cũng nổi tiếng lắm rồi. Dạ. Đây vì ở đây là khu vực ở trong bếp nè. Các anh chị đang làm. Bên đây thì chị trùng bún và để hành sẵn một tô. Sau đó thì qua bên đây thì anh sẽ cho nước lèo vào. Ở đây sao tô đen chắc là tô bự. Tô đen này chắc lớn, tô giá nhiều quá, hay sao vậy con? Phân biệt. 40. Dạ 40. Hai loại là 40, loại 50, 50 loại 3, 40. Dạ. Đây có 3 giá nha quý vị. Hiện tại bây giờ là khoảng 7 giờ kém 5 này quý vị. Buổi sáng. Đây là khu vực rau sống. Rau sống đó được để lên dĩa sẵn rồi quý vị. Đó. Wow, vừa là tiếng lại sát hơn rồi quý vị. Ngoài mọc ra thì ở đây cũng có giò nữa chứ quý vị. Giò nó ở dưới đúng không anh? Dạ. Cái vàng là chả gì vậy anh? Đó là chả chiên. À chả giò chiên, chả chả chiên. Nhìn hai màu đẹp quá vậy á, chả chiên với lại mọc quá. Ở trong đây thì hầm rất là nhiều xương, nấu rất là nhiều xương ở trong đây luôn. Wow, nhìn đã quá. Cái giò đông hơn rồi nè, không có rồi, hết rồi. Cái này được rồi nè. Đang nhìn thấy là khách ngồi full hết tất cả các bàn rồi. Dài từ đầu bên kia đến đầu bên đây luôn quý vị. Các anh chị thì đang rất là bận, cô ta không thể hỏi nhiều được. Khách đông quá quý vị, mình phải ngồi chờ. Cô ta gọi rồi nhưng mà phải ngồi chờ quý vị, chờ một chút xíu nha. Đây quý vị, cô ta gọi một tô bún mọc xương đó, thì tô như vậy nè, với lại có thêm một dĩa rau nha, dĩa rau ở bên đây nè đó, rau nhìn xanh mơn mờn ha đó. Đây là tô bún mọc xương.
con này thì là có giá là 55 nha quý vị, 55.000. Rồi. Tại vì lần đầu tiên cô ta ăn á, cô ta cũng chưa biết ăn như thế nào thì chắc là cũng giống như là mấy cái bún khác thôi quý vị. À, ở đây điều đặc biệt là cái mọc thôi. Ở đây thì bún sợi nhỏ vừa. Có vẻ nước nhiều, nhiều để mình bỏ rau vào quý vị. Cho ít rau còn sống vào. Đó. Xem cái nước xào đó quý vị ạ. Mời quý vị nhá, dùng buổi sáng, bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Hơi nhạt so với cô ta. Trang thêm một miếng nước mắm, làm một miếng nước mắm để mình chấm cái này. Đây thì một cái xương này, xương nạc này, đó, to và hai viên mọc. Mời quý vị. Cái nước nó rất là thanh quý vị ạ. Nó không mặn mà cũng không ngọt. Nó thanh thanh đó. Đây là xương đã. Chất lượng không quý vị? Cái này mình chỉ rút cái xương này là mình ăn hết nguyên thịt luôn á. Đó. Cảm ơn không? Lấy qua ăn cái mọc trước nè. Tại vì qua vào qua thấy cái thịt xương này ngon quá, qua ăn trước. Mọi người dùng mọc nha. Nhìn thì cũng biết có nấm không quý vị hả? Nó sực sực quý vị. Tại vì nó có nấm á, nó cứ sực sực. Có đồ chút dai dai. Đó. Xương này nó mềm lắm, cái này dai, nhai cái này được luôn á. Ăn được, nhọt xương không? Ăn bằng hai tay đi. Cô ta tạm dừng ở đây nha quý vị. Thì nếu quý vị nào mà có đi ngang qua đường Hoàng Văn Thụ á, ở địa chỉ là 308 số 13 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thì quý vị có thể ghé và dừng thử. Giá thì quý vị có thể góp ý nha. Cô như vậy là 55.000 thì quý vị có thể góp ý. Ngoài ra thì còn có nhiều mức giá khác nhau, quý vị có thể gọi nhiều cái mức giá khác nhau quý vị. Còn cái hương vị nước đồ thì nó rất là tự nhiên, ăn nó có hơi nhạt nhạt so với Phuta. Thì nếu một vị có muốn ăn mặn hơn thì có thể bỏ thêm. Còn như Phuta thì hơi nhạt, Phuta phải cho thêm nước mắm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Phuta.